Cuối tháng 6 dương lịch, bà con giáp này đổi đời trúng số phát tài, giàu có bất thình lình. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn mình có được một cuộc sống giàu sang, phú quý, đủ đầy sung túc. Và điều đó không chỉ quyết định bởi lá số tử vi của mỗi người, mà còn thể hiện qua vận may trong từng giai đoạn. Vận may theo thời gian sẽ thay đổi hoặc sẽ không ngừng biến hóa. Sau khi vận may có sự thay đổi, cuộc sống của mỗi người cũng sẽ vì thế mà chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Nếu biết nắm bắt cơ hội, rất dễ để thành công, vươn tới đỉnh cao của sự vinh hoa, phú quý, được nhiều người mến mộ. Tử vi học năm 2021 dự báo cuối tháng 6 dương lịch sắp tới, có 3 con giáp sẽ gặp sự thay đổi về vận may theo hướng tốt, thậm chí còn có thể trúng lớn, được thần tài để ý và ban phát tài lộc vô cùng dồi dào. Vậy đó là những con giáp may mắn nào? Có những vận may nào sẽ đến với ba con giáp? Kênh Phong thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Xem tử vi tháng 6 dương lịch của 12 con giáp cho thấy phương diện sự nghiệp trong thời điểm cuối của mệnh chủ tuổi Tý có nhiều điểm thuận lợi nhất định, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến. Điều quan trọng là bản mệnh có biết nắm bắt kịp thời hay không, hay cứ chần chừ, do dự khiến cơ hội quý giá trôi qua một cách đáng tiếc. Con đường công danh, sự nghiệp của những chú chuột trong thời gian này đang rất rộng mở. Tinh thần làm việc ngày càng hăng say, kết hợp với sự thông minh, sáng dạ sẵn có, bản mệnh đưa ra những ý tưởng sáng tạo rất hữu ích. Nếu có thể biến những ý tưởng trong đầu thành một kế hoạch cụ thể, bản mệnh còn có thể đạt được những thành công rất bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc sợ chừng, chắc chắn bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả tốt. Ngoài ra, những ngày cuối tháng, mệnh chủ sẽ thấy khối lượng công việc có tăng lên, bận rộn hơn hẳn nhưng lại mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần mệnh chủ có tinh thần cầu tiến, cẩn mẫn trong công việc, đặc biệt là có sự dứt khoát hơn, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của tuổi Tý. Tuy nhiên, bên cạnh những may mắn trên thì bản mệnh cần lưu ý luôn có tiểu nhân ở bên rình rập. Bản mệnh cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất trắc, tránh để tiểu nhân nắm được sơ hở trong tay. Và trước khi tiến hành bất cứ công việc gì cũng nên có những bước đi thăm dò rồi mới triển khai. Hãy làm mọi việc từ nhỏ đến lớn, học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm của người đi trước để hạn chế tối đa những rủi ro. Khác với phương diện sự nghiệp, tài lộc của mệnh chủ tuổi Tý trong thời gian này hùng nhiều hơn ít. Khác với phương diện sự nghiệp, tài lộc của mệnh chủ tuổi Tý trong thời gian này hùng nhiều, cát ít. Bản mệnh bị hung tinh rình rập, dù ảnh hưởng không quá lớn, nhưng bản mệnh cũng nên giữ túi tiền cho cẩn thận, đề phòng mất cắp hoặc bị lừa lọ. Nhưng chú chuột cũng nên thận trọng trước khi những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay thậm chí vay mượn tiền bạc trong thời điểm tới gửi đến bản mệnh. Đừng vội tin lời mật ngọt hay những lời hứa hẹn lời lãi cao chót vót, bởi đó có thể ở phía sau là cả một âm mưu xấu xa đang được bày ra nhằm chiếm đoạt tiền bạc trong tay.
Đặc biệt, gia chủ cần cẩn trọng với những người ngỏ lời vay tiền nhằm mục đích không chính đáng, kêu tiền chỉ đi mà không có đường quay trở lại, còn khiến tình cảm đôi bên sứt mẻ. Thói quen mua sắm theo sở thích hay để xả stress cũng cần được hạn chế trong những ngày cuối tháng. Nếu tiếp tục duy trì thói quen xấu, bản mệnh khó mà kiểm soát được tài chính của mình, khiến túi tiền ngày càng vơi dần. Bên cạnh đó, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lực ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Tý tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Thìn. Xem tử vi tháng 6 dương lịch của tuổi Thìn cho thấy mệnh chủ sẽ có cơ hội chuyển mình mạnh mẽ trong công việc ở thời điểm cuối tháng. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể chạm tay vào mục tiêu mà bản thân đặt ra. Thời gian này, những chú rồng biết mình cần phải làm gì để đi tới thành công. Bản thân bạn có nhiều ý tưởng, nhiều tham vọng cũng được cấp trên chú ý để tâm tới, chỉ còn thiếu một thời cơ vàng để thực sự bứt phá. Dù thành công không đến quá nhanh, nhưng với sự nỗ lực hết mình của tuổi Thìn, bản mệnh cuối cùng cũng sẽ được như ý. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải thừa nhận những gì mà bản mệnh có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Lại thêm, quý nhân chỉ đường dẫn lối, nhất là nam mệnh có nhiều cơ hội được nâng đỡ, cân nhắc lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, vận khí vẫn chưa thực sự vượng, làm gì cũng phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân là chính. Đừng chỉ mong chờ người khác đỡ đần. Tốt nhất, bản mệnh vẫn nên hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, tránh gặp phải xui xẻo, bất ngờ. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn đó là thời gian này bản mệnh cần xác định đúng hướng đi cho mình, từ đó phát huy được tối đa năng lực của bản thân, có thể mới không phí hoài những cơ hội đi đến trước mắt. Với những ai có ý định khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc khác, cũng nên cân nhắc thật kỹ. Đừng đưa ra quyết định quá vội vàng để rồi phải mất một thời gian dài, mông lung, thất nghiệp. Ngoài ra, tài lộc của tuổi Thìn trong cuối tháng trái ngược với sự nghiệp chỉ ở mức bình ổn, chưa có sự khởi sắc rõ rệt. Dù chưa có sự đột phá, nhưng đây cũng là tín hiệu tốt khi bản mệnh vẫn giữ được tiền trong túi, chớ nên vội vàng mà khiến tài khí hao tổn. Thời điểm này, thu nhập của bản mệnh đến chủ yếu từ công việc chính. Mọi chi tiêu, sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu chính. Các khoản chi phí phát sinh khá nhiều, có thể toàn chuyện nhỏ nhưng góp lại cũng thành số tiền lớn. Tuổi Thìn cần phải cân đối thu chi để tránh rơi vào cảnh cháy túi. Tử vi còn cho thấy thứ tài hầu như không có thu hoạch, thậm chí nếu bất chấp để đầu tư sẽ bị thua lỗ, nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản. Tốt nhất, bản mệnh vẫn nên tập trung làm việc, đừng đứng núi này trông núi nọ, chân trong chân ngoài rồi cuối cùng lại xối hỏng, bỏng không. Chính vì vậy, trong thời gian này, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc tỉnh táo và minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang,
chỉ chú xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Dậu. Theo dõi tử vi cuối tháng 6 dương lịch của tuổi Dậu cho thấy vận trình sự nghiệp của mệnh chủ đang tiến triển khá tốt. Bản mệnh được quý nhân che chở, nâng đỡ, hứa hẹn nhiều điểm sáng, rất đáng mong đợi. Bản mệnh vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể nói thời gian này thì rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của bản mệnh. Bằng nỗ lực, sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, bản mệnh đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bản mệnh mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, cố hết khả năng rồi bản mệnh sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay của mình. Nhìn chung công việc trong những ngày cuối sẽ tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng béo bở, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân. Tuy nhiên, mệnh chủ vẫn cần lưu ý, thành công nhưng đừng vội đắc ý, kẻo hút vận tiểu nhân gặp phá lợi, gây bất lợi bất cập hại. Kẻo hút vận tiểu nhân quấy phá, lợi bất cập hại. Thắng không kiêu, bại không nản, đó mới là thái độ đúng đắn của người tài giỏi. Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của tuổi Dậu cũng trên đà khởi sắc. Dù là làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do, thời gian này đều gặt hái kết quả như ý. Bản mệnh đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh, buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Có khả năng các đề nghị tăng lương, tăng mức thưởng, hoa hồng của bản mệnh sẽ được chấp thuận. Hơn nữa, bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây chính là thời điểm để bản mệnh tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập từ trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong thời gian này. Nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý. Nếu đang có sẵn nguồn vốn sủng dình, bản mệnh có thể thử sức. Có điều, làm gì cũng cần bình tĩnh và thận trọng. Dù có ham kiếm tiền đến đâu, bản mệnh vẫn đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất luận là pháp luật mà làm bất cứ, đừng bất chấp pháp luật mà làm liều, kẻo vi phạm pháp luật, vướng họa, lao ngục. Chỉ cần bản mệnh lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Chính vì vậy, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, Thế Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vấn hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Dậu. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về vận trình của ba con giáp gặp may mắn đổi đời cuối tháng 6 dương lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.